Dạ, em xin chào tất cả anh em đam mê Zippo đã ghé thăm và ủng hộ kênh Bật Lửa Zippo Gò Vấp Dưới Đa của em nha. Dạ, em tên là Thanh. Kênh của em thì chuyên bán các mặt hàng Zippo cổ xưa La Mã với tiêu chí hàng đầu luôn luôn là hàng zin chính hãng Mỹ. Và trong clip ngày hôm nay thì ngoài việc mô tả chi tiết chiếc Zippo được đựng trong hộp giấy chính hãng như thế này ra và hộp giấy xưa, thì bên cạnh đó em cũng sẽ công khai giá cụ thể chiếc Zippo này luôn nha. Và những anh em mà mới biết đến kênh của em đầu tiên thì cho em xin một like và một đăng ký kênh để mình tiện theo dõi những mẫu mã Zippo có ở trong kênh YouTube của em nhiều hơn. Và bây giờ thì em xin phép vào chi tiết chiếc Zippo ngày hôm nay được đựng trong hộp giấy xưa và nhìn giấy cổ xưa, màu ngã theo thời gian 5 tháng luôn nha anh em. Nó ngã màu. Và điều đặc biệt là ở đây góc cạnh nó có bị rách thì em sẽ xử lý dán lại. Rất là đơn giản nha anh em sẽ xử lý. Nếu anh em giao lưu cây này, em sẽ xử lý giúp anh em luôn, dán lại cái cạnh viền hộp giấy bị rách. Và bên trong hộp thì nó cũng có tem giấy tờ đầy đủ luôn. Và đây một tờ giấy đỏ nha anh em. Và đây một tờ giấy đỏ đầy đủ. Quá. Và màu giấy nó cũng theo thời gian 5 tháng. Và chiếc Zippo ngày hôm nay em muốn giới thiệu đến anh em đây là một chiếc Zippo cổ xưa với chủ đề là về câu lạc bộ mô tô dòng sport. Chủ đề của nó là chủ đề được khắc ong mòn đổ sơn hai mặt luôn nha anh em. Một chiếc Zippo được khắc hai mặt, chủ đề về xe hiệu Goodyear. Câu lạc phía trước thì câu lạc bộ mô tô sport. Và chất liệu của chiếc Zippo này là cốt đồng mạ chrome phay xước. Anh em nhìn cái ánh phay xước của nó rất là nhuyễn, rất là đẹp ạ. Để em zoom lại thì anh em sẽ thấy cái nét khắc của nó rất là đẹp và đổ sơn rất là chắc chắn, rất là bền. Như thế này nha anh em. Cái này thì nó bị dấu chấm dơ à, em chưa có chùi ra, chưa có xử lý. Và chiếc này thì được sản xuất vào năm 1975 nha anh em. Và 7 gạch sắt là năm 1975. 75 Zippo chữ xéo. Để em zoom lại anh em thấy rõ hơn. Một đáy của nó đây rất là dập, rất là rõ và đẹp. Mặt phía sau của nó cũng được khắc ong mòn đổ sơn. Có cái logo về Goodyear rất là đẹp nha anh em. Mặt sau cũng được khắc và đổ sơn rất chắc chắn. Nói về câu lạc bộ mô tô sport, nhiều câu lạc bộ tập trung về dòng xe thể thao, mô tô thể thao. Và bản lề của nó đây ạ, một chiếc có bản lề năm chấu quá là đẹp. Và năm chấu thẳng hàng, khép kín nha anh em. Em đang zoom lại ạ. Cạnh viền trên nắp của nó em không thấy xước nha anh em, hiện tại em không thấy xước và không thấy cắn luôn. Cạnh viền mở nắp quá là đẹp, bóng loáng luôn, quá là đẹp nha anh em. Mặt sau cũng không thấy có xước. Tại vì nếu mà có xước thì em để cái góc cạnh này nè là anh em sẽ thấy dễ dàng nhất. Còn khi mà em lấy ánh sáng bóng như thế này thì nó khó thấy. Tại vì cái đường vân xước, Zippo này theo kiểu đường vân xước ngang. Như thế này thì anh em sẽ dễ thấy hơn. Đây. Đây nha anh em. Rất là đẹp luôn ạ. Âm 2. Chiếc này thì bản lề nó còn rít ạ, do là bản lề mới ạ. Mở nắp, đóng nắp lại rất là ít. Anh em nhìn nè, rất là đẹp nha. Chốt tán của nó vẫn còn xanh lè.
Buồn đốt quá là đẹp, không có vết xước luôn, xước cong không thấy luôn. Vẫn còn bụi, quá là nhiều bụi khi mà mình rút cái ruột ra. Bản lề trên anh em có một đường gạch sọc mảnh lắm nha anh em. Dạ đây, em đang zoom lại để anh em nhìn thấy rõ ha. Quá là đẹp. Bản lề dưới vẫn còn quá trời bụi. Một chiếc này có giá trị sưu tầm năm 1975. Ghiền hơn nữa là về anh em nhìn một chiếc ruột thép của nó đi ạ. Em đang zoom lại gần luôn để anh em cảm nhận một chiếc ruột thép. Em chưa lau chùi luôn nha. Đây cái dấu bụi của nó đây. Quá là đẹp. Đây buồn đốt đây nha anh em. Năm 1975 là ruột vẫn còn ruột một mặt chữ ạ. Đây anh em nhìn nè. Đó em chùi tới đâu thì có bụi tới đó. Quá là đẹp. Lưỡi gà bên trong của nó là lưỡi gà vuông to, không có chặt gốc tim bột nha anh em. Tim theo thời gian mà nó cong luôn nè. Nó có bám bụi ở dưới luôn. Búa. Búa rất là cứng cáp và chiếc này thì hiện tại nó đang bị kẹt đá nha anh em. Những anh em mà mua về để sưu tầm thì em sẽ thông đá để sưu tầm hay là sử dụng thì em sẽ thông đá giúp anh em nha. Còn ngay chỗ mà chốt tán bánh xe á thì anh em có màu thấy màu đỏ đỏ đây là theo màu theo thời gian năm tháng là có cây có và có cây không nha anh em. Em đảm bảo là chiếc này chưa lên lửa chưa sử dụng luôn. Chặn xăng đây rất là mượt anh em nhìn này. Cái ốc đá chứ, ốc đá nhìn nó rất là đẹp, cái đường gạch thẳng luôn. Chặn xăng quá là mượt mà. Đây, em đây, anh em thấy cái tim của nó không? Đây. Con này thì có cái tim lò ra luôn, tim new luôn á, chưa qua sử dụng nha anh em. Quá là đẹp đối với một chiếc năm 1975. Chiếc vỏ cũng đẹp mà chiếc ruột cũng đẹp. Một chiếc ruột thép quá là đẹp, chốt tán còn xanh. Hộp giấy theo, hộp giấy đời xưa luôn. Chủng giai đoạn với nó. Và chiếc này thì em xin phép giao lưu đến anh em có giá là 3.8 triệu nha. Em bao phí vận chuyển. Ở dưới này nè, theo thời gian nè, nó bị móc nè anh em. Đó. Giá là 3.8 triệu nha anh em. Em bao phí vận chuyển. Và bên cạnh đó em sẽ tặng kèm anh em một vỉ đá vàng chính hãng như thế này. Và trước khi kết thúc clip này thì cho em xin gửi lời cảm ơn đến tất cả anh em đam mê Zippo đã tin tưởng và ủng hộ kênh Bật Lửa Zippo Gò Vấp Dưới Đa của em nha. Em xin chào và hẹn gặp lại anh em ở clip sau ạ.